Cho tới giờ phút này thì phải nói là chúng tôi đã hoàn tất cái ca mổ tách dính song sinh cực kỳ hiếm này. Hai bé an toàn qua cái cuộc phẫu thuật, mọi cái sinh hiệu của bé đều ổn định và tất cả mọi cái diễn tiến đều là thuận lợi trong cái cuộc phẫu thuật. Cái quá trình điều trị của bé là một quá trình điều trị lâu dài. Trước mắt là trong cái giai đoạn hồi sức này, trải qua một cuộc mổ dài như vậy thì có quá trình hồi sức về nhiễm trùng sau mổ, về tất cả những cái điều biến cố có thể xảy ra, thì đó là cái điều mà chúng tôi phải lưu ý. Đó là cái thời hồi sức ngắn, nhưng mà trong cái giai đoạn sau đó thì tiếp tục, như các anh chị biết là để tái tạo cái đường tiêu hóa, tái tạo đường tiết niệu, để khép lại khung chậu, thì các bé vẫn hiện giờ vẫn có hậu môn tạm, được dẫn lưu bằng quang ra da. Thì tất cả những cái đó thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa, khoảng 3 tháng cống dẫn lưu thì rút trong vòng 1 tuần, còn các cái đường tiêu hóa thì sẽ đóng lại hậu môn tạm sau 3 tháng nữa. Thì đó là cái dự đi cái hậu phẫu ngắn. Còn trong cái điều kiện dài hơn là chúng tôi sẽ phải tập vật lý trị liệu, điều chỉnh như thế nào để cho bé còn mới 13 tháng, bé còn lớn lên, còn đi lại, và một cái tương lai dài nữa, đây là hai bé gái, còn cái chuyện là sinh con đẻ cái về sau nữa. Do đó cái này thì chúng tôi cả một cái quá trình tiếp tục theo dõi và điều trị cho bé tới lúc 18 tuổi, khi mà đứa bé trưởng thành.